Hôm nay thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một phiên giao dịch ảm đạm với thanh khoản suy yếu trong ngày quốc tang. Cụ thể là tâm lý nghi ngờ từ đầu tuần kết hợp với diễn biến tiêu cực của chứng khoán Mỹ đêm qua thì đã khiến cho thị trường chịu áp lực bán ngay từ đầu phiên sáng. Đà bán đã tập trung ở nhóm VN30 và đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng. Trong khi đó thì các mã họ nhà Vin lại thay nhau chống đỡ thị trường. Tuy nhiên, nỗ lực đơn lẻ của nhóm này thì đã không thể giúp cho chỉ số quay đầu khi mà thanh khoản của cả ba sàn thì đều suy yếu, dòng tiền hầu hết là đứng ngoài chưa nhập cuộc. Và đến cuối phiên chiều thì sắc xanh đã dần trở lại với nhóm bất động sản sau thông tin tăng trưởng tín dụng của lĩnh vực này đã giúp cho VN Index hồi phục một phần và đóng cửa mức 1.233,19 điểm, giảm 5,28 điểm, tương ứng với 0,43%. VN30 thì kết phiên lùi 8,33 điểm xuống mốc 1.272,18 điểm, tương ứng với đà giảm 0,65%. Xét về nhóm ngành thì ngân hàng, chứng khoán và du lịch giải trí là những nhóm tiêu cực nhất. Trong khi đó thì nhóm hàng hóa, dịch vụ công nghiệp, hóa chất và bất động sản thì có diễn biến khởi sắc hơn. Về phân tích kỹ thuật thì VN Index đã giảm nhẹ và tạo ra một cây nến doji rút chân cùng với khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh, cho thấy là tâm lý của các nhà đầu tư đang khá thận trọng. Thị trường dự kiến sẽ còn nhiều biến động trong phiên ngày mai khi mà lượng hàng bắt đáy T cộng của sáng ngày hôm qua về tài khoản. Về tình hình cổ phiếu ngày hôm nay thì việc VIX tăng 1,7% và bất ngờ trở thành trụ đỡ của thị trường ngày hôm nay. Đáng chú ý là đã có lúc mã này tăng hơn 3,1% trong phiên và là cái tên duy nhất giữ được sắc xanh trong rổ VN30 ở cuối phiên sáng. Bên cạnh đó thì Vinhome cũng được kéo tăng mạnh 1,9% ngay đầu phiên, tuy nhiên đã nhanh chóng hạ nhiệt và đóng cửa giảm nhẹ 0,1%. Liên quan đến họ nhà Vin thì mới đây, hãng xe điện VinFast đã thông báo đang lên kế hoạch thành lập một dự án thành phố thông minh rộng hơn 400 hecta tại một thành phố ở Ấn Độ. Và trước đó thì hãng này cũng đã đầu tư khoảng 500 triệu đô la Mỹ để thành lập một nhà máy sản xuất xe điện ở nước này. Cùng nằm trong nhóm bất động sản thì BKMX cũng bất ngờ kéo tăng trong 15 phút cuối phiên và đóng cửa tăng 3,3%, đóng góp gần 0,6 điểm cho chỉ số theo chiều tăng. Nhóm dịch vụ hàng không và cảng biển thì cũng có diễn biến tương đối tích cực khi mà ACV tiến 5,2%, SGP 3,9%, PHP 3,8%, HAH 1,7%. Còn SCS thì tiếp tục tăng 2,5% sau khi doanh nghiệp này báo lãi quý 2 lớn nhất lịch sử với tỷ suất lãi ròng lên tới 71,8%. Mã VTO của công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vitaco thì cũng tiến 3,8% sau khi công bố lợi nhuận trước thuế quý 2 tăng mạnh tới 290% so với cùng kỳ năm trước. Và cũng nằm trong nhóm có kết quả kinh doanh quý 2 tích cực thì Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem đã công bố doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm tăng 18% so với cùng kỳ. Và nhiều mã cổ phiếu của các công ty con đã cho thấy sự khởi sắc trong phiên ngày hôm nay với DDV tiến 5,9%, BFC 3,4%, CSV thì tiếp tục hồi phục tăng 2,9%. Cổ phiếu NTP của Nhựa Tiền Phong thì đã tiến 6,5% với thanh khoản bùng nổ khi mà kết thúc quý 2, công ty này ghi nhận lãi ròng tăng 87,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cổ phiếu LHG tăng 5,3% với việc là công ty cổ phần Long Hậu công bố mức lãi ròng tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái và chạm mức cao nhất trong vòng 6 quý trở lại đây. Các đại diện của nhóm Viettel thì lần lượt quay trở lại sau chuỗi ngày bị bán tháo chốt lời. Nếu như ngày hôm qua có CTR và Viettel Post hồi phục thì hôm nay phải nhắc tới VGI tăng 10,9% hay là VTK tiến 9,2%. Sau phiên lao dốc ngày hôm qua thì cổ phiếu DigiWorld chính là điểm sáng của nhóm bán lẻ trong phiên ngày hôm nay khi tăng 1,9% sau khi công bố kết quả kinh doanh ấn tượng vào cuối giờ chiều ngày hôm qua. Một số cổ phiếu tăng điểm đáng chú ý khác thì còn có REE tăng 2,2%, BSR 1,9%, VEA 2,2%, VGT 2,1%, AGG 4,2% và TDC tăng trần, HDG tiến 1,4%. Ở chiều ngược lại thì ngân hàng chính là tội đồ lớn nhất khiến cho VN Index giảm điểm ngày hôm nay khi mà gần như là toàn bộ nhóm này đều chìm trong sắc đỏ. Trong đó thì Vietinbank giảm 2% và chính là mã khiến cho chỉ số giảm điểm nhiều nhất. Theo sau đó là LPB mất 2%, STB 1,4%, Techcombank 1,1% và VIB giảm 1%. Sự tiêu cực trên thì có thể đến từ việc là gần đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết tỷ lệ nợ xấu nội bảng của ngành ngân hàng đã lên tới 5% và nếu kể cả nợ xấu tiềm ẩn, nợ VAMC thì tỷ lệ nợ xấu đã lên tới 6,9%. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục có những phiên giảm điểm mạnh, các nhà đầu tư đang lo lắng về khả năng call margin sớm xảy ra và việc này đã phần nào ảnh hưởng đến nhóm cổ phiếu chứng khoán. Trong đó thì ông lớn SSI đã bị ảnh hưởng mạnh nhất khi mà lùi đến 3%. SSI thì cũng chính là tâm điểm bán ròng của khối ngoại trong ngày hôm nay với giá trị bán ròng lên tới 168 tỷ đồng. Ngoài ra thì còn có VX giảm 3,1%, HCM 2%,
VN Direct và VCI thì giảm dưới 1%. Cổ phiếu PAO thì cũng lùi 2,3% khi lợi nhuận trước thuế quý 2 đi xuống 29,3%, chủ yếu là do ảnh hưởng bởi tình hình kinh doanh khó khăn của các nhà máy điện khí như là Nhơn Trạch 2. Tương tự thì cổ phiếu NT2 cũng giảm 1,2% ngày hôm nay. Cổ phiếu LDG đã giảm sàn với lượng dư bán lên tới 22 triệu cổ sau thông tin Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty cổ phần đầu tư LDG. Trước đó thì vào cuối tháng 11 năm 2023, cựu chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này đã bị bắt về tội lừa dối khách hàng. Đồng thời công ty bị phát hiện nợ thuế, nợ lương của nhân viên và giá cổ phiếu này thì đã giảm 57% trong vòng 1 năm qua. Trong nhóm giảm sàn thì tiếp tục góp mặt ông lớn hàng không HVN, đánh dấu phiên giảm điểm thứ 10 liên tiếp của cổ phiếu này kể từ giữa tháng 7 và vốn hóa theo đó cũng bốc hơi hơn 30.000 tỷ đồng sau hơn một tháng. Một số cái tên giảm điểm khác thì còn có HPG mất 1,3%, VRE 2,2% hay là FPT mất 0,8%. Khối ngoại đã quay trở lại bán ròng 472,6 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó thì họ tập trung ở các mã như là SSI giá trị 168 tỷ, TLG 66 tỷ hay là Vinhome 60 tỷ. Tương tự như thị trường cơ sở thì thị trường phái sinh đã có một phiên chìm sâu trong sắc đỏ khi mà hợp đồng F1 đóng cửa lùi 6,9 điểm xuống mức 1.276,6 điểm. Tiếp theo đến với chứng khoán thế giới, thì chứng khoán Mỹ đã bị bán tháo vào ngày thứ Tư 24 tháng 7 do chịu áp lực bởi báo cáo lợi nhuận ảm đạm từ hai công ty công nghệ vốn hóa lớn và đã khiến cho S&P 500 và Nasdaq có ghi nhận phiên giảm tồi tệ nhất kể từ năm 2022. Các ông lớn công nghệ như là Alphabet của Google đã giảm 5%, Nvidia thì giảm gần 7%, còn cổ phiếu của Meta thì cũng giảm 5,6%. Tương tự như phố Wall thì các thị trường châu Á cũng có phiên đỏ lửa, trong đó thì Nikkei 225 của Nhật Bản đã giảm sâu 3,28% và chính là thị trường tiêu cực nhất. Chỉ số HSI cũng đã lùi 1,7% khi mà Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bất ngờ công bố đợt giảm lãi suất cho vay chính sách kỳ hạn 1 năm mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Cuối cùng đến với thị trường hàng hóa và tiền tệ, thì giá xăng và dầu đã cùng giảm lần thứ 3 liên tiếp kể từ 15 giờ ngày 25 tháng 7 sau phiên điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Giá xăng RON 953 đã giảm 290 đồng xuống mức 22.880 đồng một lít, còn E5 RON 92 thì ở mức 21.900 đồng một lít, hạ 270 đồng. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của chứng khoán Phai Chi để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé!